Ok và hãy xin chào các bạn đã trở lại với cái channel của mình nè. Thì mình là Sầu Riêng đây. Ok, hôm nay mình sẽ tiếp tục với một video mới về Minecraft nữa. Thì nếu các bạn yêu thích video này đừng quên để lại cho mình một nút like, share, subscribe nha các bạn. Và chia sẻ lên các trang mạng xã hội để giúp mình. Ok, thì các bạn ơi, thì á, hôm nay á, mình đã trở lại với cái thế giới này của mình rồi. Thì nếu các bạn chưa từng coi mình á, thì chắc các bạn không biết thế giới đâu. Các bạn, nếu các bạn đã coi rồi thì các bạn chắc chắn sẽ biết thế giới này của mình. Đây là thế giới mà mình tự cung tự cấp mà nó kiểu mà sao ta, mình tự xây rồi mình tự quay cho các bạn xem luôn á. Ok, thì hôm nay á trời nó muốn tối luôn rồi mà hôm nay mình thấy nhà mình nó bắt đầu nó hết đồ ăn lại đó các bạn, nó không còn gì luôn rồi, nó còn có vài miếng cà gót trên bàn để nó cắt thôi, còn vài chai rượu à, mày uống rượu làm gì trời. Thôi để coi ơi, ôi trời tối rồi sao bây giờ, thôi thôi đi ngủ cái cho trời sáng đi, rồi sáng mai đi làm việc, đi chặt gỗ rồi các kiểu nha. Ôi trời sáng rồi nha, yeah. Trời ơi vậy là tới giờ làm việc rồi, thôi bây giờ đi làm việc thôi. Trời ơi mà quên nữa, nhà mình kiểu mà đầu tư PC các kiểu, bây giờ nhà mình không còn cái rìu hay cái cuốc gì luôn. Trời ơi vậy là phải đi chặt gỗ rồi làm gỗ rồi mới làm được rồi. Trời ơi tức ghê á. Ôi trời, cái cây này sao nó không có rễ vậy? Nani? Ui ui, hồi nó gớn đầu nữa thôi. Trước khi đợi nó ngã mình phải chặt nó. Hồi rồi nó ngã nó đè chết mình luôn á. Ok. Ơi bây giờ mình sẽ sinh tồn như bình thường nha các bạn, chứ bây giờ mình không có gì trong người hết trơn, không chịu đi đào, không chịu đi mai gì hết trơn, là không có đồ luôn á. Ủa cái cục gỗ của tôi nó dính nó chảnh rồi. Tức vậy. Ok. Thì như sinh tồn bình thường thôi. Đó, bây giờ chúng ta sẽ làm bằng chế tạo. Ôi. Ôi. Làm bằng chế tạo rồi chúng ta sẽ làm cúp ha, làm để đi đào than nghe. Dạo này thấy nhà mình nó tối quá. Thôi. Đó. Cúp. Được cây cúp. Rồi được cây cây này là cây gì đây? Cây kiếm luôn. Thôi, đi thôi. Ừ đúng rồi, nhà này khúc này có cái hang này các bạn ơi. Ấy trời ơi, cái hang vậy là ngon lành rồi. Ui, các bạn thấy máy mình lắc không vậy? Nếu các bạn thấy lắc thì thông cảm nha, tại dạo này nó bị Sida chúa hay sao không biết. Ui, có hang rồi nè, được nhờ. Ấy. Ôi trời ơi, than nhiều quá như thế này là được rồi. Không biết trong cái dưới, ở dưới kia nó có cái gì thú vị không ta? Hy vọng là có cái gì đó nó xịn để cho mình khám phá nữa. Ờ dạo này mình ít sinh tồn nên mình khá là núp luôn á. Nhưng mà không sao đâu, mình sẽ gắng cố gắng vừa rồ cho các bạn xem. Ok. Than quá trời nhiều luôn, chỉ cần đào thôi. Ok, mình đã đào than hết rồi các bạn ơi. Ok bây giờ. Ôi, hết gỗ. Trời ơi. Tao nói nó chán có than mà lại không có đồ để làm đuốc. Tức ghê á. Ok, đi lên làm cái đuốc thôi. Ôi. Ủa gỗ xa đó mà, gỗ đâu ta chân rồi. Ồ hên quá, ở khúc này còn một cây gỗ nữa. Thôi để làm gỗ lẹ đi xuống dưới mai coi. Nãy giờ đi cả buổi trời mà vẫn chưa làm được gì, chỉ mới đào được có một đống than, 20 cục than à. Ok. Thôi. Đâu rồi. Ok. Ok, mình sẽ làm ra cái đuốc các bạn. Đó. Ok, vậy là được than. Ủa là được cái gì? Gọi là gì quên rồi. Được cây này là cây cái gì? Cây đuốc này. Ok, cây đuốc. Trời ngáo đá quá vậy ông ơi. Dạo này không sinh tồn ngáo rồi. Ôi. Ui, có sắt luôn, đào sắt. Ui, đào sắt là phải cần cúp đá. Có gì cúp đá đúng rồi. Trời ơi thôi. Ôi, ủa. Hết rồi, đừng cột rồi đi ra rồi. Ui, con gì? Ơi, con gì vậy? Ơi, con nhím bi. Con nhím bi. Ơi da. Ơi, con nhím bi, có con nhím bi. Ui, ở đâu ra vậy? Ủa? Có hết hợp sở gì vậy? Ơi, khoan nha. Ơi, đứng yên. Tao quấn mày đó. Ủa? Ơi. Ui, con. Ê, quăng cái kiếm ra luôn mày. Ơi. Ai da, đừng có quấn nữa, tao giết mày bây giờ. Thì giết mày nghe. Ui các bạn có thấy cái điều gì bất thường không? Con Yumi biết ngồi nó biết quỳ xuống luôn. Nó làm gì vậy? Ơi trời mà trời sáng nó kìa kìa. Ôi ơi, tự nhiên tôi thấy có hiện tượng lạ nghe.
Ui con Yubi biết nhảy nữa kìa. Ôi, trời ơi trời ơi. Oh my god. Ôi. Ê nó biết nằm. Ê cái này là zombie gì vậy trời. Mày khoan để mình thử mình nói chuyện à. Alo, alo mày hiểu, mày hiểu tao nói gì không? Hiểu không? Hiểu, hiểu không? Hiểu thì gật đầu. Hiểu không? Ui, ui nó gật đầu thiệt luôn kìa. Ui ui thôi thôi con này thấy ghê quá, sợ quá. Ui nó biết đập. Ôi trời. Con này con zombie gì vậy trời? Đâu nếu mà mày biết tao đang nói gì thì mày chạy lên cái nhà màu đỏ kia, mày mở cửa mày vô mày. Đâu rồi, đâu rồi? Nhà màu đỏ này mà. Đâu rồi? Cái đâu vậy ta? Hình như là mình hiểu rồi. Con zombie này nó nhận biết được nhưng mà nó bị ngu. Nó bị thiểu năng nên kiểu nó còn ngáo ngáo lắm bạn. Ê, zombie ơi. Mày mốt tao đặt mày là. Ôi ơi. Nó ăn bánh kem mình luôn. Thôi, zombie ra đây zombie ơi. Biểu. Ê, rụt, té trời ơi trời. Nhảy xuống. Biết nhảy không? Ui, nó vẫn mất máu bình thường. Ok, mình tưởng nó là zombie gì á. Ê, nhưng mà tao cho tao hỏi mày ơi. Mày có phải là zombie không? Hay là mày là con gì vậy? Ui, quýnh nữa. Ơi chắc mình chọc giận nó. Thôi xin lỗi mày, tao biết rồi, tao biết mày là zombie rồi. Mà bây giờ mình cho tao hỏi ơi, mày có chủ chưa hay tao muốn nhận nuôi mày á. Mày được không? Chịu không? Chịu hả? Ui! Trời ơi, mình nhận được con gì? Con thú cưng. Ui con này đã à nha. Ôi. Ơi, ok, về nhà với tao thôi. Để tao đào này rồi hai đứa mình nhảy lên. Ok, ý quýnh hoài, tao giết mày luôn hả mày đây. Nha, đây, đứng ở đây. Đứng sát vô tao nè, đứng sát cho tao cái thằng ngu này. Đứng sát cho tao nè. Đứng sát cái này nè. Đứng vô một block nè. Trời ơi, đứng lên nè, hai đứa nhảy chung nè, nhảy lên. Hiểu không hiểu tiếng Việt không? Mày không hiểu tiếng Việt hả? Để nó nói tiếng Anh cho mày nghe. Rồi, 1, 2, 3, nhảy nè. 1, 2, 3, nhảy. Thôi mày ngu quá zombie ơi, mày đi ra mày cút ra chỗ khác đây. Mày ngu như con heo vậy. Ok, thôi xin lỗi, không dám chửi nữa. Rồi. Ok chưa. Đó. Ui con zombie nó biết đặt độ đi lên luôn kìa. Trời ơi, nó hay dữ vậy. Ui để coi nó biết. Để quýnh nó dưới rồi, coi nó biết lên lại không. Hay là nó đi, nó bắt trước mình ta. Ui rồi chặn lại. Để coi nó biết tự đi lên không. Đó. Đó đó, rồi coi nó làm sao coi. Ui, nó biết đào thiệt luôn kìa, nó biết tự đi lên luôn. Ui lần này được rồi nha các bạn ơi. Nuôi được một con bé này ngon rồi nha. Về nhà nè, nhà tao đây nè, zombie ơi. Trời ơi, cái con quỷ này nó lì tắm luôn kìa. Ui ôi, lần đầu tiên mình thấy một con zombie biết tắm luôn á các bạn. Oh my god. Đi nè, trời ơi đừng có ấy nữa. Đi về nhà nha. Trời ơi, để về tao cho mày ăn đồ ăn hả zombie ơi. Nhà tao giờ tao nghèo lắm rồi, nhưng mà tao vẫn đủ đồ. Ê, có chuyện cháy nha. Có chuyện cháy nha, đi lên này là, cái này là lava cháy đó nghe. Cháy đó nghe. Ồ. Làm gì vậy? Trời ơi, nó thích chơi cái trò này, ok. Để mình vô mình coi còn đồ ăn không nha. Ôi, nhà hết đồ ăn luôn rồi trời ơi. Ui, nó bị gì vậy? Ui, nó bị cháy kìa. Ôi, thôi, dập lửa. Nướng, chạy ra đây, zombie, chạy ra đây. Ui, nó hết cháy rồi. Ui, đâu bây giờ mày lên đây mày ngồi thử ra zombie. Ngồi đây. Wow. Ôi trời ơi, tự nhiên lần đầu tiên mình nuôi được một con zombie nó như vậy luôn á các bạn. Thôi, ngồi đây nghe, để anh vô nấu đồ ăn cho ăn. Ok, hẹn gặp lại zombie một xíu. Ôi con zombie này nó không tấn công mình. Nó rất là hiền luôn. Ui vậy là buổi tối mình có thể đi mai rồi, mình kêu con zombie này quyến rũ đồng loại nó là ngon lành luôn. Trời ơi. A few moments later. Ôi trời ơi, cuối cùng nó làm đồ ăn cho con zombie rồi. Trời ơi, mình hy sinh một bữa ăn của mình dành cho nó luôn đó các bạn. Zombie đâu rồi? Làm gì vậy? Nó đang tự cao tự đại hả? Nó tưởng nó là zombie chúa hả? Nó đứng nó nhảy kìa. Nó hết cái ngựa lên thấy ghét không? Trời ơi, zombie ăn này zombie.
Ăn thịt gà được không? Ăn thịt gà được không? Mày nhảy hoài luôn. Tao cầm cái dao đâm mày ghê á. Nhưng mà thôi, mày là một con zombie thân thiện mà. Thôi ăn thịt gà đi cho thêm có cái nữa đó. Nè, mốt nhà của zombie là nhà này nha zombie. Nhà này nè, chịu không? Không chịu. Chứ mày muốn nhà nào? Ui, ở nhà kia luôn hả? Ủa con zombie này nó cũng biết lựa chọn ghê ta. Ơi trời tối rồi. Ừ quên đó zombie. Hồi nãy anh có nói anh hứa với mày là buổi tối anh với mày đi mai mà. Nhà này phải không? Ok luôn cho zombie ở nhà này. Zombie, đi nè, đi mai nè. Đi mai. Rồi luôn cái thằng quỷ sứ. Ủa sáng mày mới hứa với anh là cái sáng mày mới hứa với anh là mày tối đi mai mà. Giờ đi mai nè. Tối rồi nè. Hello. Cái con zombie này nó lì như con quỷ vậy đó trời. Thôi, đi thôi zombie ơi. Zombie ơi. Ok đi mai đi. Trời ơi. Ta nói mà. Cái gì vậy? Nghe tiếng con skeleton. Ôi, thôi kệ đi. Thôi cứ đi. Ui, skeleton. Ui. Zombie ơi. Tiếp anh, xử nó zombie ơi. Ôi, con zombie mình nó quýnh, nó chơi con skeleton luôn kìa. Ôi, con zombie nãy giờ nó xử sạch sẽ luôn. Bọn skeleton luôn rồi kìa các bạn ơi. Ôi, vậy là bây giờ cái hang này là ngon rồi đó, phải không? Ôi, cái hang gì tối quá vậy trời. Hang tối quá. Ôi. Ôi, ai quýnh gì hả? Ôi, sao mày quýnh tao? Ôi, zombie ơi, tao gặp con zombie rồi. Ôi, zombie ơi. Ôi, zombie cứu tao, mày làm cái gì vậy? Trời ơi, không cứu đâu hả? Tao đi à nghe. Ôi, bị gì tối rồi? Ôi, con zombie, ơi, tại sao mày quýnh tao? Tao sắp chết rồi. Ôi, trời ơi, các bạn ơi. Con zombie buổi sáng nó mới bình thường các bạn ơi. Tới tối tự nhiên nó gặp đồng loại của nó rồi tự nhiên. Như nó thức tỉnh lên, nó đánh mình đó các bạn. Các bạn thấy rõ ràng nó giết mình luôn kìa. Thôi. Thôi về nhà thôi. Trời ơi, ghê quá. Ôi, không dám lại gần nó luôn á trời. Thôi, không nhận mấy con này nữa. Giống kiểu như các bạn mà nhận cọp làm con mèo vậy. Ôi ghê lắm. Thôi vô nhà ngủ cho nó an toàn ha. Ok, hẹn các bạn về ngày hôm sau. Ngủ thôi. Ôi trời ơi, mệt quá. Tự nhiên tối qua đồ mình mất hết trơn luôn. Đồ mình hồi sáng, trời ơi sáng nó đẹp ghê luôn. Hôm qua mất trơn đồ, tức chết vậy đó. Trời ơi, mình tưởng mình có con zombie làm kiểu mà đồng loại rồi cái gì chùm của zombie, nó có thể thuần phục mấy con zombie khác. Ai dè nó quýnh mình luôn, tức ghê á. Ủa cái gì vậy? Ui có ai đứng trước cửa nhà vậy? Ui mày lên đây làm cái gì nữa? Tao với mày là không còn gì để thôi. Tao với mày là không còn gì nữa. Tao với mày là không còn là gì của nhau nữa. Đi ra chỗ khác đi. Hôm qua mày biết rõ ràng là tao muốn đi mai vào buổi tối mà, tại sao lại mày lại giết tao? Rồi mày buồn hả? Mày biết buồn sao? Thôi không thèm nói chuyện nữa các bạn ơi. Ủa thật sự luôn, mình rất là thất vọng với con zombie này luôn. Mình cứ ngỡ là nó sẽ giúp cho mình, ai dè nó lại là người hại mình. Thôi mày đi ra ngoài chưa? Còn mày chơi game nữa. Đi ra ngoài, trả cái ghế cho tao. Đi ra ngoài. Ủa nó ngồi, cái đầu nó dính vô cái ghế của mình luôn rồi. What the fuck? Oh my god. Thôi cút đi. Tao không có cần mày nữa. Cái thứ gì đâu mà không chịu nghe lời tao với trên tao đã nói rồi mà tao. Trả ghế hả? Ok, giỏi đó. Biết như vậy là tốt đó. Thôi nhưng mà mình cũng thấy nó tội nghiệp quá các bạn ơi. Nó chắc là một con zombie mà bị bỏ rơi nè.
nên hồi lúc mà mình gặp nó chỉ nó chỉ có đứng một mình đó thôi, và kiểu sao ta, nó mình thấy nó kiểu nó đi theo mình luôn, mà tới giờ thì nó không về với đồng loại của nó luôn, mà nó đi qua mình chắc là kiểu nó bị đồng loại của nó bỏ rơi ấy, hay gì á. Thôi được rồi, đâu rồi, nữa lại đào nữa, mẹ ở dưới luôn nha, mẹ ở dưới luôn nghe thằng quỷ. Thôi lên đây đi, anh có chuyện muốn nói với mày nè. Trời ơi, nó nhảy rồi, thằng quỷ ngu như quỷ vậy đó. Bây giờ anh sẽ nuôi mày, nhưng mà buổi tối là mày phải lại lên kia đứng nghe, chứ mày ở đây ok. Trời, chưa nói hết nữa mà gật đầu rồi. Ok, để anh kiếm cho mày vài bộ vest mặc cho nó ngầu á, kiếm vài con zombie nữ vài con zombie nữ nó ấy cho nó cua nó luôn, rồi tụi bay ở với nhau. Trời ơi, thôi để anh lầu kiếm bộ vest cho. Ok các bạn ơi, tụi mình đã lựa cho con zombie một bộ đồ rất là đẹp luôn, các bạn có muốn coi không? Ok, coi thôi nào. Lady and gentlemen, chào mừng bé Lê Văn Zombie lên với sàn sân khấu catwalk của đài truyền hình HTV Sầu Riêng. Đến đi. Đó, các bạn. What? Cái thằng quỷ này đang đi catwalk mình làm gì vậy? Đó, các bạn có thấy ai không? Trời ơi, đẹp trai chưa? Đẹp trai không? Đẹp trai không? Quá đẹp trai luôn. Trời ơi, tao nói con zombie ghệ là nó phải cua mày đó. Trời ơi à. Làm gì ông nội? Tao đâu phải ghệ mày đâu. Ui, quỷ đi ra đi, tao màu xanh chứ tao không phải là ghệ mày. Ồ, đẹp trai không? Đẹp trai không? Thấy đẹp trai chưa? Trai hả? Ờ. Quá đẹp luôn. Thôi nhưng mà mình nghĩ là zombie chắc tới đây nó cũng sẽ có ghệ thôi. Hay. Đây, giờ anh sẽ dẫn mày đi kiếm con zombie khác ha, để coi nó có chịu mày không nha. Để không thôi mất công ế nữa. Đi thôi, anh dẫn mày, dắt mày tới cái hang zombie, có zombie gái luôn. Ok, đi. Ơi ơi. Đóng cửa lại giùm anh nha, để coi mày đàn ông không, mày đẹp. Trời ơi. Cái thằng quỷ thiệt sự. Trời ơi, trời ơi, đập tay cái cửa. Cái thằng quỷ này, thôi. Cái thằng này mình phải tống khứ nó đi mới được, chứ nó ở đây nó phiền quá. Rồi để kiếm cái hang nào mình dắt nó đi làm ghế nhà con gái zombie nhà người ta. Trời mưa luôn, tui quá. Thôi đẻ coi mày, trời ơi, đi mà chậm gì vậy đó, tức ghê á. Thôi ây dạ trời ơi, nhanh thôi zombie ơi, bây giờ lẹ zombie ơi, sao mày đâu mất tiêu rồi? Ủa hello, trời đất ơi, con zombie đâu vậy? Ủa? Có ghê, nó mới đứng sau mình mà. Ủa? Cái gì vậy? Ý, kìa, các bạn thấy gì không? Kìa. Ui, hình như. Ui, thằng này nó lẹ với ba, nó gặp gái lẹ chứ gì trời. Kìa, zombie gái gì nữa kìa. Ui, mà cái ghê của thằng zombie nó quay mặt bên kia rồi, sao mình gặp được ta? Ôi, vậy là mừng quá. Vậy cuối cùng là con zombie nó cũng đã có bồ rồi các bạn ơi. Vậy là khỏe rồi. Thôi, mình hy vọng là nó sẽ trăm năm hạnh phúc với cái con zombie gái của nó. Thôi, hy vọng hai người sẽ hạnh phúc. Nhưng mà mình buồn quá. Tự nhiên lúc có nó mình thấy bực bội, mà lúc mà không có nó cái mình thấy buồn ghê á. Thôi kệ thì không sao đâu. Nhưng mà như vậy cũng là vui với mình rồi. Zombie nó đã có bồ rồi, sướng ơi. Sao zombie nó, con zombie gái nó quay mặt bên kia, sao mình thấy mặt người ta? Thầy ơi, coi không biết con zombie này nó đẹp không nữa. Đâu, để nhìn kỹ cái mặt coi. Nhìn cho kỹ vô. Đâu. Trời ơi, bắt nói. Thôi, chúc mừng gia đình zombie hạnh phúc nghe. Thôi, tôi về, trời ơi. Tôi nhìn mà tôi muốn mắc ói luôn ấy bà. Thôi. Ok, và nếu các bạn thích video này đừng quên để lại cho mình một nút like, share, subscribe và cho mình thật là nhiều người share nha các bạn, để cho mình có động lực làm video tiếp theo. Và ok, tạm biệt các bạn và chúc các bạn một ngày tốt lành. See ya.